Tôi đổi 2 tỷ lấy vợ của cậu. Cậu đồng ý không? Đó là lời một ông chủ công ty đã nói với nhân viên của mình. Lời đề nghị hoàn toàn nghiêm túc. Người nhân viên mỉm cười trả lời. Vậy tôi đưa ông 2,5 tỷ, đổi lấy vợ của ông đồng ý chứ? Ông chủ không chút đắn đo nói. Vậy tôi đưa cậu 20 tỷ đồng, đổi lấy vợ của cậu. Tôi chắc chắn cả đời cậu cũng không thể làm ra số tiền lớn như vậy. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tôi. Người nhân viên bắt đầu do dự. Giữa tiền bạc và tình yêu, anh không biết mình nên chọn cái nào. Thế là anh ta hỏi ông chủ. Ông sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ? Ông chủ cười nói. Đương nhiên rồi. 20 tỷ đổi lấy vợ cậu cơ mà. Tôi đương nhiên phải quý trọng cô ấy chứ. Người nhân viên lại hỏi rằng, ông sẽ yêu cô ấy nhiều như tôi chứ? Ông chủ nói, tôi sẽ yêu cô ấy nhiều hơn cả cậu, yêu nhiều hơn gấp ngàn lần. Người nhân viên không còn gì để nói, cầm chi phiếu rời khỏi công ty. 3 năm trôi qua, người nhân viên ấy đã dùng 20 tỷ đồng mở doanh nghiệp riêng, trở thành ông chủ với khối tài sản khá lớn trong tay. Anh ta tìm đến ông chủ năm xưa và nói rằng, tôi muốn mua lại người vợ của tôi. Ông cứ đưa ra một cái giá. Ông chủ chỉ mỉm cười nói một câu. Đừng đùa nữa. Vợ tôi trong trái tim tôi là báu vật vô giá. Tiền bạc ư? Tôi không hứng thú. Người nhân viên nói, vậy ông muốn cái gì? Cứ việc đề nghị, tôi sẽ làm ông hài lòng. Ông chủ nói, tôi chỉ cần vợ tôi. Thôi cậu về đi, muộn rồi. Cô ấy đang đợi tôi cùng ăn cơm. Nói xong ông chủ quay lưng đi. Người nhân viên đứng lặng người, từng giọt nước mắt muộn màng tuôn rơi. Một câu chuyện đơn giản nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng những thứ mình đã vượt mất hoặc vứt bỏ đều không bao giờ quay trở lại. Nó đã trở thành quá khứ. Tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng nó không mua được thời gian và quá khứ. Trân trọng những gì mình đang có. Hạnh phúc hay bất hạnh đều phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn. Rất hy vọng ai cũng sẽ biết trân trọng những gì mình đang có.